nhà bên suối, homestay đẹp nhất Sóc Sơn, Hà Nội. Chơi thật đã, giá thật rẻ. Thưa quý vị, chúng ta đang chuẩn bị bước sang một năm mới 2023. Và dịp này thì nhiều cuộc vui tổng kết liên hoan cuối năm cũng như là tiệc mừng năm mới diễn ra nhiều hơn. Cùng với đó, nhiều thời điểm bắt đầu gia tăng các ca ngộ độc rượu. Và đáng nói, có những trường hợp ngộ độc rượu gặp phải tình trạng là uống xong, ngủ ly bì, không ăn không uống, dẫn đến bị hạ đường máu. Đến khi người nhà phát hiện thì đã trong tình trạng hôn mê. Ghi nhận sau đây của phóng viên chương trình tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Vốn có nhiều bệnh lý nền như tiểu đường, xơ gan cổ trướng không được uống rượu, bia và thuốc lá. Nhưng vì còn trẻ nên bệnh nhân này chủ quan với sức khỏe. Cuối năm anh em bạn bè giao lưu nên bệnh nhân vẫn uống rượu và hậu quả phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tiền lượng nặng. Nếu như một khi mà mình mà đã bị xơ gan cổ trướng là mình phải cấm rượu, cấm thuốc lá. Thế nhưng bởi vì nếu mà còn giao tiếp thanh niên mà không được thì là dần dần là nó càng ngày nó càng tăng lên nhanh. Còn bệnh nhân này bị tổn thương não rất nặng, bệnh nhân vốn có tiền sử nghiện rượu và thường xuyên uống rượu mà bỏ bữa không ăn, nên đến khi nhập viện bị hạ đường máu, hôn mê. Thực tế thời gian qua, tại đây cũng ghi nhận nhiều ca gặp phải sai lầm, uống rượu quên ăn đến khi nhập viện đường máu bệnh nhân đã về không. Cứ mãi nói chuyện, mãi giao lưu và ép nhau, không ăn và uống rượu về say, xong lại bỏ bữa, ngủ qua bỏ bữa. Người nhà lại bận rộn không để ý, nên cứ bỏ bữa qua, đã vốn đã bị hạ đường máu rồi, lại hạ đường máu tiếp, lại không được cho ăn. Dẫn tới là phát hiện ra thì bệnh nhân hôn mê, tổn thương não do hạ đường máu rất là nặng. Rất nhiều bệnh nhân đến viện trong tình trạng đường máu gần như bằng không, và tổn thương não thậm chí mất não và tử vong. Chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng rượu bia chắc chắn sẽ tăng cao. Cùng với đó là các vấn đề về ngộ độc hay tiêu hóa do lạm dụng rượu bia cũng sẽ tăng theo. Rượu là chất tác động lên thần kinh nên khi uống làm não chúng ta mất khả năng kiểm soát, vì thế sẽ uống nhiều hơn. Phải khẳng định rằng ngộ độc rượu cấp hoàn toàn có thể gây tử vong, vì thế hãy uống càng ít càng tốt để tránh mất Tết vì bia rượu.